phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Xuân Tân, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Trước đó, vào ngày 13 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 để tiến hành miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Xuân Tân và bỏ phiếu bầu ông Hoàng Xuân Tân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Hoàng Xuân Tân trúng cử chức danh này với 100% số phiếu bầu. Ông Hoàng Xuân Tân sinh năm 1975, quê quán xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.